Chào mừng tất cả quý vị, cô bác, anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Và lời nói đầu tiên xin chúc cho tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông trong công việc cũng như là trong cuộc sống hàng ngày của mình. Quý vị thân mến, tính cách đặc trưng của những người tuổi Tuất là cực kỳ trung thành, thông minh và giỏi chịu đựng. Hầu hết những người tuổi Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích. Nhưng bản chất họ lại khá nóng nảy và cứng đầu. Chỉ cần họ biết tiết chế thì ắt hẳn sẽ có rất nhiều những thăng tiến trong sự nghiệp của mình. Và nếu làm được như vậy thì làm bất kỳ điều gì họ cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Bước sang tháng 5 âm lịch thì được quý nhân tương trợ, cho nên là trong những thời điểm này, tuổi Tuất sẽ được nâng đỡ che chở rất nhiều. Vận may của những gia chủ tuổi Tuất trong tháng 5 âm lịch này như thế nào? Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi video ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý vị gia chủ tuổi Tuất trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, sự nghiệp quan vận. Con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi Tuất trong tháng này được dự đoán là tương đối ổn định. Cục diện bán tam hợp đem lại nhiều may mắn cho các quý vị gia chủ tuổi Tuất. Vì thế mà thăng tiến không ngừng, liên tục có sự thay đổi, mở mang theo chiều hướng tốt. Đi xa làm ăn hay ngoại giao đều được quý nhân tương trợ, thu về nhiều thành quả đáng ngưỡng mộ. Những người làm công ăn lương tháng này cũng có nhiều cơ hội để tăng tiền lương, tiền thưởng. Tuy vậy, thu nhập cao đi liền với công việc vất vả, lao tâm khổ tứ nhiều và cũng cần phải chú ý đến sức khỏe. Với người kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn thuận buồm, xuôi gió, việc cũ việc mới luân chuyển hài hòa, càng mở rộng, càng nhiều không gian để phát triển. Năm nay cũng khá thích hợp cho những ai có ý định khởi nghiệp, mạnh dạn khai phá những bước đi mạo hiểm, hứa hẹn có nhiều trải nghiệm bất ngờ. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng, phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, luận giải tử vi tháng 5 năm 2022 cho những người tuổi Tuất, tháng này tài lộc của những người này có khởi sắc, tiền bạc hanh thông. Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất chính là cảm giác kiếm tiền dễ dàng hơn và không còn quá chốc chắc, vất vả như trước. Đường số mưu sự dễ thành, dù quá trình làm việc có thể gặp đôi chút trở ngại, nhưng kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, thu về lợi nhuận tốt. Mức độ tiêu hao tiền bạc trong tháng không quá nhiều, thu chi cân đối, đường số tiết kiệm thuận lợi, tích lũy được khoản kha khá, yên tâm cho một vài kế hoạch sắp tới. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ tuổi Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ ba, về mặt sức khỏe, xét tổng quan tử vi. Về sức khỏe tháng này không có vấn đề gì đáng phải lo lắng, không mắc bệnh tật nghiêm trọng, có ốm đau cũng dễ gặp thầy thuốc mau lành. Tuy vậy không vì thế mà chủ quan, luôn có hung tinh rình rập, cảnh báo tuổi Tuất vấn đề đi lại, đề phòng có họa huyết quang, tai nạn xe cộ hoặc bị vật nhọn đâm phải, gây chảy máu và thương tổn. Các quý vị gia chủ tuổi Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, xem tử vi tháng 5 năm 2022 cho quý vị gia chủ tuổi Tuất về phương diện tình cảm gia đạo khá thuận lợi và suôn sẻ. Với những người đã yên bề gia thất thì trong tháng này tình cảm mặn nồng, gia đình hòa thuận,
vui vẻ, con cái ngoan ngoãn, nghe lời. Lại thêm trong tháng này có tin vui về thêm người thêm của, đặc biệt là có người từ phương xa trở về đoàn tụ. Trong tháng có quý nhân vượng, tình duyên của những người tuổi Tuất được hỗ trợ mạnh mẽ, nhất là nam nữ còn độc thân. Nữ mạng dễ gặp được người ưng ý, có thể trẻ tuổi hơn, cũng có thể lớn tuổi hơn, duy trì mối quan hệ cát lành. Nam mạng có xu hướng tập trung phát triển sự nghiệp hơn, tuy nhiên đào hoa vẫn khá vượng, không hề cô đơn, lẻ bóng. Tử vi của từng tuổi Tuất trong tháng 5 âm lịch năm 2022, tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994. Tử vi của những người tuổi Giáp Tuất có rất nhiều khởi sắc đáng mừng trong tháng này. Không chỉ công việc suôn sẻ mà đời sống tình cảm gia đình cũng rất hạnh phúc. Cát khí hỗ trợ mạnh đường công danh, gia chủ sẽ có những cơ hội nhất định trong sự nghiệp, có thể được quý nhân phù trợ mà dễ dàng thành công, thăng tiến. Có điều cần nhớ, thành hay bại vẫn dựa vào bản thân là chủ yếu. Còn các bạn còn độc thân cũng đang được đào hoa chiếu mệnh, có thể gặp được đối tượng phù hợp về mọi mặt. Chỉ cần bạn đầu tư công sức nhiều hơn là có thể sẽ có được một cái kết viên mãn. Một điều cần nhắc nhở những người tuổi này là nên chú ý thói quen chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày. Bạn cần phải cân bằng thu chi, mua sắm hợp lý và tránh đầu tư một cách mù quáng. Những thói quen xấu về tiền bạc cần phải thay đổi càng sớm càng tốt, kẻo thất thu rất nhanh. Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Trong tháng này, vận khí của những người tuổi Nhâm Tuất không tồi chút nào. Những người làm công việc văn phòng, cơ hội thăng chức trong năm khá nhiều, lương thưởng hậu hĩnh, kéo theo thu nhập được cải thiện nhanh chóng. Ở phương diện tình cảm, nữ mệnh cần phải học cách tiết chế tính nóng của mình. Giai đoạn này cảm xúc của bạn rất dễ bị dao động, tần suất cãi vã với các thành viên trong gia đình ngày càng nhiều. Nếu không chú ý tiết chế sẽ khiến cho không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề, hôn nhân cũng rất dễ xảy ra rạn nứt. Cảm xúc bất ổn còn dễ dẫn đến một vài căn bệnh tâm lý, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thể chất và tinh thần mà bạn không được chủ quan. Tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Tin vui với người tuổi Canh Tuất trong tháng này chính là hầu hết các phương diện đều có khởi sắc, rất đáng mong chờ. Đặc biệt là về tài lộc, không chỉ chính tài ổn định mà bản mệnh còn có cơ hội thu được lợi nhuận rất phong phú ở thiên tài, gia tăng tích lũy tài sản trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, vì tiền bạc đến nhanh nên một số người nảy sinh tâm lý hoang phí, tiêu xài bừa bãi khiến tài lộc thất thoát cũng rất nhanh. Phương diện tình cảm trong tháng ổn định, gia đạo êm ấm, hòa thuận, vui vẻ và không có mâu thuẫn hay tranh chấp quá lớn. Tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Tháng này, gia đạo của các bác rất tốt, hòa khí gia đình ổn, con cái vui vẻ, sum vầy, không xảy ra va chạm gì lớn khiến bản mệnh phải suy nghĩ. Gia chủ cần phải chú ý đến sức khỏe, đặc biệt là cẩn trọng tai nạn bất ngờ xảy ra khi di chuyển. Ở độ tuổi này của các bác, một vết thương nhỏ thôi cũng rất khó lành. Thời tiết này đang giao mùa, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và nhất là các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ, Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với những người tuổi Tuất trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 5 năm 2022, tức ngày 8 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 5 năm 2022, tức ngày 20 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tuất trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 5 năm 2022, tức ngày 7 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch,
ngày 21 tháng 5 năm 2022, tức ngày 19 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim, Bạc Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho những quý vị gia chủ tuổi Tuất trong tháng năm âm lịch. Chắc hẳn là quý vị cũng biết được là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà phong thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở lên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video được phát sóng tiếp theo trên kênh Phong thủy Gia Cát.